Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 3 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ban biên tập Nguyệt San Phụ nữ Giáo hội Thế giới, đang thánh giá cầu nguyện cho những người di dân chết trên bờ biển Ý. Giáo tỉnh Hà Nội mừng kỷ niệm 10 năm ngày khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco và Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm năm 2023. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ban biên tập Nguyệt San Phụ nữ Giáo hội và Thế giới. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Nguyệt San Phụ nữ Giáo hội và Thế giới của báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, trong buổi tiếp kiến chung với ban biên tập, Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi người và nói phụ nữ có khả năng nói ba ngôn ngữ, lý trí, trái tim và đôi tay. Ban biên tập Nguyệt San Phụ nữ Giáo hội và Thế giới là một nhóm phụ nữ liên văn hóa và liên tôn, bao gồm cả các tín hữu công giáo và các hệ phái Kitô khác cũng như các tôn giáo khác làm trong những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Giải thích tại sao phụ nữ có khả năng nói ba ngôn ngữ, lý trí, trái tim và đôi tay, Đức Thánh Cha khẳng định phụ nữ nghĩ những gì họ cảm nhận những gì họ nghĩ và làm những gì họ cảm nhận và nghĩ. Tôi không nói tất cả phụ nữ đều làm như vậy, nhưng họ có khả năng đó. Cũng vì lý do này mà Ngài thích đọc và khuyến khích Nguyệt San Phụ nữ Giáo hội và Thế giới. Đối với Ngài, Nguyệt San đang mở ra cánh cửa cho một thực tế, một suy tư vượt ra ngoài. Ngài cũng nhấn mạnh thêm rằng, phụ nữ có khả năng quản lý và suy nghĩ hoàn toàn khác với chúng tôi, và tôi cũng có thể nói và vượt trội hơn chúng tôi theo một cách khác. Chúng tôi cũng thấy điều đó ở Vatican. Ở đâu chúng tôi đặt phụ nữ, mọi thứ thay đổi ngay lập tức. Đang thánh giá cầu nguyện cho những người di dân chết trên bờ biển Ý. Vào chiều Chủ nhật, ngày 5 tháng 3, Tổng giáo phận Crotone Santa Severina của Ý đã tổ chức đi đàng thánh giá tại bãi biển Steccato di Custro để cầu nguyện cho những người di dân bị đắm tàu vào rạng sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 2, khiến cho 71 người thiệt mạng. Buổi đi đàng thánh giá có khoảng 5.000 người từ Crotone và khu vực xung quanh tới tham dự. Theo vị linh mục quản sứ tại đây, thánh giá được rước trong buổi ngắm đàng thánh giá do một thợ mộc địa phương làm từ gỗ của chiếc tàu vỡ nát với cùng những chiếc bù lon và đinh của con tàu ngay sau khi bi kịch xảy ra. Thánh giá này sẽ được lưu giữ tại giáo xứ Le Castella. Các tín hữu của các giáo xứ Botticello, Rocca Bernarda, Bencastro, Le Castella, Isola Capo Risotto, San Leonardo và tất cả các thị trấn lân cận lần lượt vác thánh giá trong cuộc rước. Dòng nước đã đưa các thi thể đến các bãi biển của một số ngôi làng này. Các thị trường của các thị trấn xung quanh vác thánh giá trong trạng thứ 13. Đức Tổng giám mục Angelo Raffaele Panjeta nói rằng, đàng thánh giá đang diễn ra trong sự hiệp thông với những người anh chị em Hồi giáo của chúng ta để cùng nhau cầu nguyện với Thiên Chúa duy nhất. Trong số những người tham dự đàng thánh giá còn có các lính cứu hỏa, các nhóm thể thao, thương gia địa phương, trẻ em, người già, vân vân. Giáo tỉnh Hà Nội mừng kỷ niệm 10 năm ngày khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco. Tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, nhân kỷ niệm 10 năm ngày khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh Hà Nội hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ diễn ra vào lúc 10 giờ thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. Trong ngày kỷ niệm đặc biệt dành cho Đức Thánh Cha, còn có sự hiện diện của Ban Tôn giáo Chính phủ và các đại sứ đại diện đến từ các đại sứ quán đang hiện diện tại Hà Nội. Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm năm 2023. Từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 3, tất cả quý cha đang phục vụ tại Giáo phận Thái Bình đã trở về tòa giám mục tham dự kỳ tĩnh tâm năm do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng giảng phòng với đề tài Linh mục, người kiến tạo và bảo vệ sự hiệp nhất. Tham dự kỳ tĩnh tâm năm nay có sự hiện diện của Đức Cha Đàm Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên Giám mục Giáo phận, 196 cha cả chiều và dòng đang phục vụ trong giáo phận và 6 thầy phó tế. Trong suốt tuần tĩnh tâm này, quý cha sẽ dành chọn thời gian bên Chúa, lắng đọng tâm hồn để suy niệm lời Chúa dưới hướng dẫn của Đức Cha Vinh Sơn.
Bên cạnh đó, quý cha còn được lắng nghe huấn từ của Đức cha Đa Minh và Đức cha Phêrô, được cùng với vị chủ chăn giáo phận hội thảo mục vụ, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong khi thi hành tác vụ. Đặc biệt, trong những ngày này, các cha sẽ có được những khoảng thời gian thinh lặng để nguyện gẫm, sốt sắng tham dự thánh lễ và các giờ kinh. Chuyên mục Câu chuyện gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hôn nhân chỉ thực sự hạnh phúc khi đôi bạn biết dành cho nhau một tình yêu chung thủy và chân thành. Điều ấy được chứng minh bằng việc dẫu có phải trải qua muôn chông gai thử thách, họ vẫn gắn kết, vẫn yêu thương và cùng nhau sống trọn đời hạnh phúc. Câu chuyện Thách thức của tình yêu dưới đây của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Quý là một bằng chứng cụ thể. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Khi đi thực tập mục vụ tại một giáo xứ, tôi đã gặp một đôi bạn trẻ yêu nhau. Cô gái là người công giáo, còn chàng trai thì không. Họ đều là một học viên của một lớp hôn nhân và dự tòng. Nhưng bố mẹ của cô gái không muốn con mình kết hôn với một người không có đạo gốc công giáo, chỉ vì ông bà đã từng biết có nhiều đôi như thế và đổ vỡ trong hôn nhân. Họ rất lo cho cuộc sống đức tin và hạnh phúc của cô con gái mà họ rất yêu thương. Chàng trai này theo học lớp dự tòng trong vòng mấy tháng. Khi đến ngày anh cùng các bạn trong lớp được rửa tội, cha xứ đã nói với chàng trai: "Nếu con không được rửa tội, con có buồn không? Nếu con không lấy được cô gái ấy, con có theo đạo nữa không?" Chàng trai ngập ngừng trong giây lát rồi trả lời: "Nếu không được rửa tội, con rất buồn, nhưng nếu không lấy được cô ấy, con vẫn theo đạo." Câu trả lời đầy khiêm tốn nhưng rất chân thành, nên cha xứ đã rửa tội cho anh. Anh đã trở thành người công giáo, nhưng gia đình cô gái vẫn không đồng ý và muốn tách họ rời xa nhau. Ông bố đã bắt cô gái đi vào miền Nam, nhưng đó không phải là phương án hữu hiệu trong thời buổi công nghệ hiện đại, các phương tiện truyền thông phát triển. Họ vẫn liên lạc được với nhau qua điện thoại. Thế rồi một thời gian sau, ông bố bắt con gái của mình không được liên lạc nữa. Ông tịch thu điện thoại của con và cấm không cho cô gái ra khỏi nhà. Anh chàng vẫn lui tới từng ngày, nhưng chỉ là nhìn qua bức tường và đứng ngoài cổng. Anh thường bị ông bố bắt gặp, quát mắng và đuổi về. Nhiều lần như thế, ông bố đã tưởng đó là một phương án tối ưu để hai người trẻ này chính thức quên nhau và rời xa nhau. Sau 3 tháng, thấy con gái mình không điện thoại, không gặp, không nói chuyện với chàng trai kia nữa, mẹ cô gái tưởng con mình đã thay đổi. Vào một ngày cuối tuần, cả gia đình đã muốn hôm đó sẽ là một ngày của niềm vui và hy vọng theo ý của người bố. Tất cả ngồi vào bàn ăn và bố cô gái hỏi con mình: "Con đã quên được anh đó chưa? Con đã có thể yêu và cưới một người có đạo gốc công giáo chưa?" Cô gái trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Con chỉ yêu mình anh ấy. Nếu không phải là anh ấy, con không lấy ai cả và sẽ ở vậy suốt đời." Rất buồn và vô cùng khó chịu trước thái độ của con mình, ông bố đã chửi rủa đay nghiến cô liên tục. Bà mẹ và mấy đứa em thì khóc sướt mướt. Bữa cơm chiều bỗng trở nên buồn tẻ và ảm đạm, khác với những gì mà ông bố đã chờ đợi. Cuối cùng, sự kiên trì trong tình yêu chân thành và mãnh liệt của cô gái và chàng trai đã giúp họ đến được với nhau. Họ đã thuyết phục được bố mẹ và tổ chức lễ cưới ở trong nhà thờ. Đến nay, hai vợ chồng trẻ đó đã được 3 người con và đang sống rất hạnh phúc. Mỗi ngày Chủ nhật, họ vẫn cùng nhau đi tham dự thánh lễ. Cuộc sống luôn có những thách đố và lựa chọn, đau khổ và thất vọng. Nhưng với niềm tin và tình yêu chân thành, họ lướt thắng được tất cả. Quả thật không sai khi ông bà ta vẫn thường nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức, và thời gian thử tình yêu." Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại.